hương giang còn may mắn hơn rất nhiều đồng nghiệp khác đức không thấy như quý vị không thấy được đâu những cái cảnh mà những ca sĩ trẻ thậm chí lớn tuổi không có chỗ hát cái khao khát được làm nghề của họ rất là lớn hương giang không có chọn nghề này nghề này chọn hương giang cái tâm hương giang nghĩ là chị cứ thích hát vậy thôi còn nổi tiếng hay không á là do trời định hương giang cũng không có nặng nề cái chuyện nổi tiếng lắm xin chào quý vị chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chuyện của sao minh đức rất vui được gặp lại một giọng hát mà mình rất là mến mộ một giọng hát rất được yêu thích ở các phòng trà sài gòn và người ta nói rằng trong các ca sĩ phòng trà sài gòn thì tên tuổi của cô phải gọi là huyền thoại đó chính là nữ ca sĩ hương giang hương giang xin chào quý vị à. xin chào chị hương giang đầu tiên đấy phải hỏi chị như thế này vì hơi tò mò một tí là minh đức cũng có theo dõi facebook của chị và thường xuyên là Minh Đức thấy chị post những cái câu nó hơi nghe nó rất là buồn bã, nó rất là bi quan Và nó có liên quan đến cái việc mà người ta hay gọi Hương Giang là một sầu nữ Chị hát tình ca buồn thì đương nhiên hay quá thì không phải nói gì nữa Nhưng mà ở ngoài đời chị có thực buồn như những cái à, trạng thái trên Facebook của chị không? Cái này là đúng là tò mò luôn đó <laughs> Tò mò đấy, tại vì có nhiều người mình thấy suốt ngày viết những cái buồn nhưng thật ra là để câu like Có những người buồn thật <laughs> Thật ra thì uh, câu like thì chắc không rồi Facebook của Hương Giang thì rất là hạn chế Chỉ là bạn bè thôi Nhiều lúc bức xúc quá Cuộc sống mà Thì từng tuổi này rồi thì cũng trải qua nhiều việc Nhiều chuyện cũng không vui gì lắm Vui thì cũng có Nhưng mà thường Quý vị thấy không ạ à? Thường là vui thì ít cái nào bốt lên lắm Vui là cười mình Chứ còn thật ra là buồn mới là có cái để mà nói Giống như là nói Hương Giang là Tại sao hát là nhạc buồn hay Thật ra tình ca buồn mới có cái để thể hiện phải không ạ thành ra là có cái thể hiện thì mình sẽ hát nó sẽ thấm hơn sẽ sâu hơn chỉ vậy thôi ạ à. chứ à. không có gì ghê gớm như đức nói đâu thực ra thì đức hỏi thì không phải là để tò mò chuyện riêng của chị đức cũng không có nhu cầu muốn biết là đằng sau những cái trạng thái đấy là câu chuyện thật như thế nào có một cái câu mà rất nhiều người nói nhưng mà dường như không có ai thực sự đứng ra xác nhận cả người ta nói rằng là người ca sĩ phải có khổ đau phải có tan nát trong đời sống riêng thì mới có thể hát hay được những bài tình ca buồn nhiều người nói như thế Vậy một sầu nữ như chị chỉ có xác nhận cái điều đấy không ạ? À? Theo chị có thật sự cần phải buồn, đau khổ ở ngoài đời thì người ta mới hát hay được không ạ? À? Không, nói chung là không cần phải thảm thiết, cũng không cần phải bi quan đến nỗi như vậy. Nhưng mà thật ra thì khi mình làm một người nghệ sĩ thì khi mình bước lên sân khấu mình hát hoặc là một người nghệ sĩ cải lương kịch nói cũng vậy thậm chí người ta rất vui hoặc là người ta đang buồn mà nhưng mà ta lên diễn một cái hài người ta cũng phải hài người ta cũng phải hóa thân và phải hài thực sự nếu mình đang vui mà mình hát một ca khúc buồn thì nó thực sự khó hơn thiệt khó hơn là khi mình đang buồn chứ không phải là không làm được cho nên là cái đó cũng có một phần đúng thôi chứ còn uh, thật ra có nhiều người người ta hóa thân tốt thì người ta vẫn hát được như thường nếu quý vị mà theo dõi cái con đường ca hát của chị hương giang từ những ngày đầu nhất là từ khi mà chị được giải tiếng hát truyền hình nhiều năm trước đây thì có thể nhiều người cũng sẽ thắc mắc là ồ tại sao một cái người hát hay như thế một cái tiếng hát mà lúc đó bao nhiêu người ở hâm mộ ái mộ như thế mà lại chọn một cái con đường lặng lẽ là hát ở phòng trà tại sao không chọn một con đường khác như những đồng nghiệp cùng thời để bây giờ đã có thể có danh tiếng hơn thì chị trả lời như thế nào về cái thắc mắc đấy ạ thật ra cái cái thời mà hương giang đoạt giải thế truyền hình đó thì không có được cái điều kiện như bây giờ của các em bây giờ không phải là hương giang không có cơ hội đâu nhưng mà thật ra để làm một nghệ sĩ như là ca sĩ thì cần ngoài giọng hát ra phải cần có sắc nữa thì uh, thật ra vô gia đình Hương Giang thì không có ai theo nghề hết Thì đó là một trong những điều kiện nó hơi khó với mình Và thật ra khi Hương Giang đạt giải rồi Hương Giang cũng không nghĩ là Hương Giang sẽ làm ca sĩ thì Tại lúc đó Hương Giang học ngoại thương mà Sắp tốt nghiệp và cũng nghĩ là thôi đi làm thôi chứ cũng không có hết Thì chắc là cái nghiệp của mình hay là cái nghề này thật ra nó chọn Hương Giang chứ không phải Hương Giang chọn nghề này Tại nên nó cũng có nhiều cái bước mặt quay qua quay lại cũng không nghĩ là mình nó qua lâu như vậy cái tâm hương giang nghĩ là chị cứ thích hát vậy thôi còn nổi tiếng hay không á là do trời định. Vân Giang cũng không có nặng nề cái chuyện nổi tiếng lắm thực ra thì trong đời không ai nói trước được một điều gì cả bởi vì ở thời điểm này khi mà nhạc để nghe bắt đầu trở lại những cái yếu tố về thời trang bắt đầu qua đi thì rất nhiều người lại ngỡ ngàng phát hiện trở lại tiếng hát hương giang thưa quý vị có thể nhiều quý vị không biết bởi nếu quý vị không phải là những người sưu tập đĩa nhạc hay là nghe những đĩa nhạc được sản xuất với chất lượng âm thanh rất cao như là đĩa vinin tức là đĩa nhựa bây giờ đó là những nhà sản xuất đĩa nhựa khi họ làm những cái album với chất lượng âm thanh rất cao thì một trong những ca sĩ đầu tiên họ nghĩ đến chính là hương giang bởi vì họ nói rằng bây giờ rất là hiếm tìm được một cái giọng hát thuần khiết như vậy, một cái giọng hát đầy cảm xúc như thế. Trước đây chị đặt cho mình những cái đích như thế nào và bây giờ ấy, thì chị thì nhìn lại chị nhớ là mình đã đạt đến bao nhiêu cái đích mình từng mong muốn chưa? Chắc không được cái đích nào. <cười> <cười> Thật ra thì cũng như hôm nãy Hương Giang đã có tâm sự thì Hương Giang không có chọn nghề này. Nghề này chọn Hương Giang. Và nhiều lúc Hương Giang nghĩ đi nghĩ lại là Hương Giang còn may mắn hơn rất nhiều đồng nghiệp khác. Đức không thấy, như quý vị không thấy được đâu Những cái cảnh mà những ca sĩ trẻ Thậm chí lớn tuổi Không có chỗ hát Cái khao khát được làm nghề của họ rất là lớn Nói thiệt là Hương Giang nhìn các em trẻ Hương Giang rất là thích Hương Giang cứ nghĩ là nếu Hương Giang được trẻ lại Hương Giang sẽ làm chuyện này chuyện kia được, được rất là nhiều việc Nhưng mà thật ra cũng không nói trước được Biết đâu mình thời gian trở lại mình cũng là y chang vậy Quan trọng là Hương Giang khi bước lên sân khấu Hương Giang được hát hết mình mình đưa có một số người bạn ở ngoài Bắc khi vào đây á, họ đi phòng trà họ nghe Hương Giang hát và họ nói cái cách nói của người Bắc nhé họ nói như này, ôi cô hát hay mà nhưng mà trông cứ cái dáng gấu khấu trông nó cứ khổ khổ thế nào <laughs> đó mình cũng không biết là cái dáng Đã khổ khổ là luôn. cái dáng mô tả như thế nào thành ra thì mình cũng thắc mắc thì họ cũng nói là hay ở ngoài đời cô ấy khổ hay sao mà lên sân khấu mà trông cô ấy cứ khổ khổ như vậy đấy thì cái cái điệu bộ mà cứ cho người ta gọi là khổ khổ như thế mà từ đâu mà nó có đấy, <laughs> À, thưa quý vị hôm nay câu chuyện với chị Hương Giang có thể là không đủ dài vì thời lượng chương trình cũng ngắn thôi nhưng mới Đức nghĩ rằng là những người yêu mến tiếng hát Hương Giang nhiều năm qua đã nghe chị à, chia sẻ những gì tôi nghĩ là thực sự là từ trong lòng của chị để hiểu được là đằng sau cái tiếng hát đó đào ra cái vóc dáng đó là gì Minh Đức một lần nữa cảm ơn chị Hương Giang rất là nhiều đã đến đây và chia sẻ cái câu chuyện đằng sau cái hình ảnh sầu nữ là một tâm hồn như thế nào hy vọng là ngày hôm nay khán giả sẽ hiểu hơn về tiếng hát của chị cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chuyện của sao cảm ơn quý vị ạ minh đức và chị hương giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại